thời kỳ phân chia giữa chế độ vua Lê chúa Trịnh ở phía bắc sông Danh, sử gọi là Đàng Ngoài, và chúa Nguyễn cai trị ở miền nam Đàng Trong. Mở đầu khi Trịnh Tráng đem quân đánh Nguyễn Phúc Nguyên năm 1627 và kết thúc vào cuối thế kỷ thứ 18 khi nhà Tây Sơn dẹp cả chúa Nguyễn lẫn chúa Trịnh, nước Việt Nam bị chia cắt hơn 100 năm. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà hậu Lê lập ra nhà Mạc. Năm 1533, tướng cũ của nhà Lê là Nguyễn Kim lập con vua Lê Chiêu Tông lên ngôi, tức Lê Trang Tông. Năm 1545, Nguyễn Kim bị sát hại, con rể là Trịnh Kiểm lên thay. Để nắm trọn binh quyền, Trịnh Kiểm đầu độc giết con cả của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông. Em của Nguyễn Uông là Nguyễn Hoàng lo sợ bị anh rể hại, nên nghe theo lời khuyên của Nguyễn Bỉnh Khiêm, xin vào trấn thủ Thuận Hóa. Trịnh Kiểm cho rằng đất ấy là nơi xa xôi, hoang vu nên đồng ý cho đi, nhằm mục đích mượn tay quân Mạc giết Nguyễn Hoàng. Tuy nhiên, không những đánh bại quân Mạc, Nguyễn Hoàng còn lấy được lòng dân Thuận Hóa. Mãi đối phó với nhà Mạc, Trịnh Kiểm cho Hoàng Kim trấn thủ luôn Quảng Nam. Năm 1570, Trịnh Kiểm chết, con cả là Cói lên thay. Cói không màng chính sự, bị em là Trịnh Tùng đoạt quyền. Cuối cùng, Cói đầu hàng nhà Mạc và chết già ở đất Bắc. Trịnh Tùng nắm đại quyền, thao túng triều đình, giết vua Lê Anh Tông, lập vua nhỏ là Thế Tông. Năm 1592, Trịnh Tùng đánh chiếm được Thăng Long, đuổi họ Mạc chạy lên Cao Bằng. Năm 1593, Trịnh Tùng triệu Nguyễn Hoàng ra Bắc với lý do để cùng đánh tàn dư họ Mạc còn tản mát ở Bắc Bộ. Hoàng vâng lệnh mang quân ra Bắc, phá tan quân Mạc ở Hà Trung và Sơn Nam. Sau đó được Tùng giao cho trách nhiệm trấn giữ Sơn Nam. Nguyễn Hoàng đóng quân ở Sơn Nam được 8 năm, cố tìm cách thoát về Nam. Năm 1600, quân họ Mạc nổi dậy. Hoàng ngầm xúi dục các tướng nhà Mạc cũ là Phan Ngạn, Bùi Văn Khuê, Ngô Định Nga nổi loạn để lấy cớ đi dẹp. Trịnh Tùng mãi đối phó họ Mạc ở Cao Bằng, họ Vũ ở Tuyên Quang, tức Chúa Bầu, nên đồng ý cho Nguyễn Hoàng đi dẹp. Hoàng nhân cơ hội đó chạy thẳng ra biển đi thoát về Nam. Thấy Nguyễn Hoàng trốn thoát, Trịnh Tùng sai người cầm thư vào Nam dụ ra lần nữa, nhưng Hoàng không ra. Sau đó lại bỏ không nộp thuế đều đặn cho miền Bắc. Để xoa dịu tình hình, Hoàng gả con gái là Ngọc Tú cho con của Tùng là Tráng, tức là cháu lấy cô. Năm 1613, Nguyễn Hoàng qua đời, người con thứ hai là Nguyễn Phúc Nguyên lên thay, tức là Sải Vương hay Chúa Sải. Năm 1623, Bình An Vương Trịnh Tùng qua đời, con là Trịnh Tráng lên thay, tức là Thanh Đô Vương. Sử sách nhà Nguyễn chép rằng, năm 1627, lấy cớ Nguyễn Phúc Nguyên bỏ không nộp thuế cho vua Lê, Trịnh Tráng làm sắc đứng tên vua Lê gửi trách Nguyễn, đòi đích thân hoặc sai con tải thuế ra Bắc. Theo kế mưu của sĩ Đào Duy Từ, Phúc Nguyên một mặt lo tăng cường phòng thủ, một mặt tìm cách trả lại sắc thư. Vì lực lượng yếu không thể ra mặt trả sắc thư cho chúa Trịnh, chúa Nguyễn sai đúc mâm hai đáy để sắc thư kèm theo một bài thơ do Đào Duy Từ viết cho vào đá dưới, bên trên để vàng bạc, rồi sai Văn Khuôn mang ra Bắc tả với chúa Trịnh. Khuôn dâng mâm lên chúa Trịnh rồi giả cách về công quán nghỉ trốn luôn về Nam. Phía Trịnh phát giác mâm hai đáy bèn mở ra, bên trong có tờ sắc thư và bài thơ. Các bài tôi dưới quyền chúa Trịnh không giải được nghĩa bài thơ, mãi sau Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan mới giải được nghĩa rằng ta không nhận sắc. Theo sử sách nhà Nguyễn, sau khi hiểu được nghĩa bài thơ, nhận ra câu trả lời ngang ngạnh của Nguyễn Phúc Nguyên, Trịnh Tráng tức giận quyết định khởi đại binh vào Nam. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đều cho rằng điều này không phải là sự thật. Trên thực tế, người giải được bài thơ của Đào Duy Từ là Phùng Khắc Khoan đã mất từ năm 1613, trước đó 14 năm rồi. Không những thế, trong chính cuốn sử Biên Niên Đại Nam Thực Lục của nhà Nguyễn cũng chép rằng, sau khi Văn Khuôn dâng mâm xong trốn về, tướng Nguyễn đóng biên ở biên giới đã chủ động đánh lấn sang đất Trịnh gây hấn trước, do đó Trịnh Tráng mới động binh vào Nam, dẫn tới cuộc đại chiến đầu tiên giữa Trịnh và Nguyễn. 7 lần đại chiến, cuộc chiến đầu tiên vào năm 1627. Tháng 3 năm 1627, Trịnh Tráng khởi 20 vạn đại quân thủy bộ vào Nam, cùng các tướng Nguyễn Khải, Lê Khuê chia làm hai đảo tiến vào, hội binh ở cửa Nhật Lệ. Phía Nguyễn cử các tướng Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Vệ, Nguyễn Phúc Trung đón đánh. Quân Trịnh chủ động tấn công nhưng không chọc thủng được tuyến phòng thủ của quân Nguyễn. Phía Nguyễn có lợi thế là đại bác kiểu Bồ Đào Nha nên làm quân Trịnh sợ chạy dạt.
hai tướng Trịnh là Nguyễn Khải và Lê Khuê đều thua chạy. Trong lúc hai bên tiếp tục giằng co thì Nguyễn Hữu Dật phao tin ở miền Bắc, Trịnh Gia và Trịnh Nhạc âm mưu làm phản. Trịnh Trán nghi ngờ vội thu quân về Bắc. Cuộc chiến lần thứ hai năm 1633, quân Trịnh rút về. Nguyễn Phúc Nguyên theo kế của Đào Duy Từ gấp rút xây lũy Trường Dục, lũy Thài để phòng thủ. Năm 1631, con Phúc Nguyên là Thế Tử Kỳ chết. Con thứ hai là Lan được lập làm Thế Tử. Con thứ tư là Nguyễn Anh ra thay Kỳ trấn giữ Quảng Nam. Anh bất mãn vì không được làm Thế Tử, mưu thông đồng với chúa Trịnh, bèn viết thư hẹn làm nội ứng cho Trịnh Trán. Năm 1633, Trịnh Trán khởi binh Nam Tiến lần thứ hai, đóng ở cửa Nhật Lệ. Chúa Nguyễn cử Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến làm tướng ra đánh. Trịnh Trán đang đợi suốt hơn 10 hôm không thấy hiệu làm nội ứng của anh thì bị quân Nguyễn đánh úp. Quân Trịnh hoảng loạn tan vỡ bỏ chạy. Trịnh Trán rút về Bắc để lại con rể là Nguyễn Khắc Liệt trấn thủ Châu Bắc Bố Chính. Quân Nguyễn đánh ra Bố Chính. Năm 1634, Đào Duy Từ chết. Năm sau, Nguyễn Phúc Nguyên chết, con là Phúc Lan lên thay, tức là Thượng Vương. Em Lan là Phúc Ánh nổi loạn bị giết chết. Năm 1637, Phúc Lan sai Nguyễn Đình Hùng mang quân đánh úp chiếm Nam Bố Chính, giết tướng trấn thủ là Nguyễn Tịch. Năm 1640, tướng Trịnh là Nguyễn Khắc Liệt mang quân đánh phá Nam Bố Chính rồi rút về. Chúa Nguyễn theo kế phản gián của Nguyễn Hữu Dật, viết thư cho Trịnh Trán nói Liệt mưu thông đồng với chúa Nguyễn, nên mặt ngoài gây chiến mà bên trong muốn hàng. Mặt khác, Nguyễn Phúc Lan thúc quân đánh Khắc Liệt thua chạy, viết thư cầu cứu. Trịnh Trán tin lời dèm của bên Nguyễn nên khi Liệt xin viện binh, Trán điều Trịnh Kiều mang quân vào cứu, thực ra là để thay Liệt. Kiều theo lệnh đến nơi nhưng không cứu Liệt mà chặn đường bắt Liệt mang về nộp chúa Trịnh. Do đó, quân Nguyễn nhân thời cơ đánh chiếm luôn Bắc Bố Chính, Nguyễn Khắc Liệt bị Trịnh Trán xử tử. Cuộc chiến thứ 3 năm 1643, mất Bắc Bố Chính. Năm 1643, Trịnh Trán điều quân vào Nam chiếm lại. Chúa Trịnh cử hai con là Tạc và Lệ đi tiên phong, cùng các tướng Phạm Công Trứ, Nguyễn Danh Thọ, Nguyễn Quang Minh. Quân Trịnh ồ ạt tiến công giết chết tướng Nguyễn là Bùi Công Thắng, chiếm lại Bắc Bố Chính, tiến lên đóng ở cửa Nhật Lệ. Sau khi hai con ra quân được một tháng, chúa Trịnh rước vua Lê Thần Tông cùng đi Nam Chinh. Hai bên đối trận chưa phân thắng bại. Gặp lúc mùa hè khí hậu oi bức, quân Trịnh bị bệnh nhiều nên Trịnh Trán đành ra lệnh lưu quân. Tháng 6 năm 1643, theo đề nghị của chúa Trịnh, ba tàu chiến của Hà Lan tiến vào cửa Thuận An đánh chúa Nguyễn. Thế tử Nguyễn Phúc Tần chưa được lệnh của cha vẫn mang quân ra nghênh chiến, đánh đắm một chiếc tàu, thuyền trưởng và nhiều thủy thủ bị giết, hai chiếc tàu kia bỏ chạy. Cuộc chiến thứ tư năm 1648, tháng 2 âm lịch năm 1648, Trịnh Trán sai Lê Văn Hiểu khởi binh Nam Tiến lần thứ tư, dẫn bộ binh đánh Nam Bố Chính, còn thủy quân đánh cửa Nhật Lệ. Cha con Trương Phúc Phấn cốt thủ ở lũy Trường Dục, quân Trịnh đánh không hạ được. Thế tử Phúc Tần mang quân cứu viện ra Quảng Bình, chia quân thủy phục ở sông Cẩm La, sai Nguyễn Hữu Tiến mang quân đánh úp quân Trịnh lúc nửa đêm. Quân Trịnh thua lớn, bị thủy quân Nguyễn chặn đánh chạy đến tận sông Danh. Tháng 3 năm 1648, quân Nguyễn định vượt sông Danh đánh ra Bắc Bố Chính thì nghe tin chúa Nguyễn ngã bệnh chết trên thuyền trên đường về Thuận Hóa nên phải lui binh. Con Phúc Lan là Nguyễn Phúc Tần lên thay, tức là Hiền Vương. Trịnh Trán lui binh, sai Lê Văn Hiểu giữ Hà Trung, Lê Hữu Đức đóng ở Hoành Sơn, Phạm Tất Toàn giữ Bắc Bố Chính. Đại chiến lần thứ 5 năm 1655-1660 giằng co ở Nghệ An. Cuộc chiến lần thứ 5 là cuộc chiến dài nhất, lớn nhất trong cuộc xung đột Trịnh Nguyễn và là lần duy nhất quân Nguyễn chủ động đánh ra Bắc. Quân Nam chiếm 7 huyện Nghệ An. Tháng 4 năm 1655, chúa Nguyễn sai Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Hữu Dật mang quân vượt sông Danh đánh Bắc Bố Chính. Tướng Trịnh là Phạm Tất Toàn đầu hàng, Tiến và Dật thừa thắng tiến lên đánh Hoành Sơn. Lê Hữu Đức thua chạy, Tiến và Dật đánh luôn Hà Trung, Lê Văn Hiểu thua chạy nốt, cùng Đức lui về giữ An Trường, Nghệ An. Trịnh Trán thấy các tướng thua luôn, sai Trịnh Thượng làm thống lĩnh mang quân vào Nam, triệu các tướng cũ về, Lê Văn Hiểu bị thương, nửa đường chết, còn Đức bị giáng chức. Trịnh Thượng lãnh binh, tiến quân bộ vào huyện Kỳ Hoa, chia quân thủy tiến vào cửa Kỳ La, Hữu Tiến rút về Nam sông Danh. Trịnh Thượng thấy địch vô cớ rút, biết là có mưu nhữ nên không đuổi,
đóng lại tại Lạc Xuyên. Chiêu quân ra giữ Hài Trung. Hữu Tiến Hữu Dật thấy địch không đuổi, liền chiêu quân thủy bộ đánh ra. Quân Trịnh hai cánh đều thua. Quân Thủy bỏ Kỵ La về Châu Nhai, quân bộ bỏ Lạc Xuyên về giữ An Trường. Thế là bảy huyện ở Nghệ An phía nam sông Lam là Kỳ Hoa, Thạch Hà, Thiên Lộc, Nghi Xuân, La Sơn, Hương Sơn, Thanh Chương về tay chúa Nguyễn. Cuộc chiến lần thứ 6 năm 1661 năm 1662, sau một năm nghỉ binh, Nhân vừa thắng quân Nguyễn. Tháng 10 năm 1661, Trịnh Tạc mang vua Lê Thần Tông cử đại binh vào Nam, cử Trịnh Căn làm thống lĩnh cùng các tướng Hoàng Thể Giao, Đào Quang Nhiêu, Lê Thị Hiến vượt sông Danh. Nguyễn Hữu Dật trấn thủ Nam Bố Chính, chiêu quân đắp lũy thế thủ. Quân Trịnh đánh mấy tháng không hạ được. Vào tháng 3 năm 1662, quân Viễn Chinh mệt mỏi, lương hết. Chúa Trịnh bèn rút quân về Bắc, Hữu Dật đuổi theo đến sông Danh rồi rút về. Cuộc chiến lần thứ 7 năm 1672, vua Thần Tông rồi Huyền Tông mất, vua Gia Tông lên ngôi. Sau khi dứt được họ Mạc ở Cao Bằng năm 1667, năm 1672, chúa Trịnh lại cử binh Nam Tiến, sai Trịnh Căn lĩnh thủy binh, Lê Thị Hiến lĩnh bộ binh. Bên Nguyễn năm 1666, Nguyễn Hữu Tiến chết, chúa Nguyễn cử em là Hiệp làm chủ tướng cùng Hữu Dật và Nguyễn Mỹ Đức ra chống cự, tự chúa Nguyễn ra tiếp ứng. Quân Trịnh hăng hái đánh lũy Trấn Ninh, mấy lần suýt hạ được nhưng Hữu Dật cố sức chống đỡ. Quân Trịnh đánh mãi không thắng phải rút về Bắc Bố Chính. Trịnh Căn lại bị ốm nên Trịnh Tạc rút đại quân về kinh, cử Lê Thị Hiến, Lê Sĩ Triệt ở lại trấn thủ. 100 năm sau khi đình chiến, một biến cố lớn ở Đàng Trong làm xáo trộn cả Nam Hà lẫn Bắc Hà. Nghĩa quân Tây Sơn do Nguyễn Nhạc cầm đầu ở Quy Nhơn được nhân dân đồng tình ủng hộ ngày càng lớn mạnh. Thêm vào đó, tháng 5 năm Giáp Ngọ năm 1774, chúa Trịnh lại cho đại quân đánh vào Nguyễn. Cả nghĩa quân Tây Sơn lẫn quân Trịnh đều nên khẩu hiệu trừ khử quyền thần Trương Phúc Loan và tôn phò Hoàng Tôn Dương. Chiến tranh loạn lạc lại nổ ra, đất Thuận Hóa trước trù phú là thế mà nay trăm bề sơ sát tiêu điều, người chết đói đầy đường. Trước tình cảnh đó, không có cách nào khác, tôn thất nhà Nguyễn cùng nhau lập tức bắt trói Trương Phúc Loan nộp cho quân Trịnh. Tháng 12 năm 1974, quân Trịnh chiếm được Phú Xuân và đặt quan cai trị Thuận Hóa. Trong số quan lại nhà Trịnh cử vào trấn thủ Thuận Hóa có Lê Quý Đôn năm 1776. Nghĩa quân Tây Sơn tìm cách hòa hoãn với quân Trịnh để yên mặt Bắc và rảnh tay đánh Nguyễn ở phía Nam. Đại quân Tây Sơn có cả thủy lẫn bộ đánh vào Gia Định. Chúa Nguyễn Phúc Thuần chạy về Định Tường rồi chạy lại sang Long Xuyên. Tháng 9 năm Đinh Dậu năm 1777, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ thống lĩnh đánh chiếm Long Xuyên, chúa Nguyễn bị chết trận. Như vậy, Nguyễn Phúc Thuần ở ngôi chúa được 12 năm, thọ 24 tuổi, không có con nối. Sau triều Nguyễn Chi Tôn, Duệ Tông hiếu Định Hoàng đế, Định Vương Nguyễn Phúc Thuần chết, kết thúc giai đoạn lịch sử của chính đời chúa Nguyễn ở Đàng Trong.